bạn, hôm nay bạn sẽ múc banh combo dẻo dai này nha bạn ơi. Ta ta. Ok, trước khi ăn thì bạn sẽ uống nước nha bạn. Hôm nay bạn uống trà sữa thương hiệu OKF. Thơm á bạn. Trà sữa này có vị béo béo thơm ngon lắm các bạn. Ok, bây giờ chúng ta ăn thôi. Ok, mời bạn tóc vàng ăn. Wow, hấp dẫn quá bạn ơi. Bạn muốn vàng ăn trước cái nào nè? Bạn ăn cái này nha. Đây, bạn xíu nè. Thơm lắm luôn các bạn, ăn vào rất là ngon nè. Mình ăn vào thấy dai dai nè bạn. Và bạn thấy đậm đà cái đầu lưỡi của bạn á, nó có vị cay the the á bạn. Cái này dễ ăn và dễ nghiện lắm các bạn. Đây bạn ăn tới cái này nha. Bạn nhìn mâm đồ ăn này các bạn, bạn nhớ thời học sinh quá à. Ở trước cổng trường cũng hay bán mấy cái đồ ăn như vậy các bạn. Tuyệt vời quá, bạn phải ăn một cái nữa nha. Cái này nhỏ nhỏ nè bạn. Wow, tuyệt vời quá. Mình vừa mới ăn kẹo dẻo dai cay cay xong, bây giờ mình chuyển qua ăn kẹo ngọt ngọt, chắc nó đã lắm đó bạn. Bạn ăn thử nha. Đây bạn, mời bạn nha. Kẹo dẻo thơm, đậm vị xoài lắm các bạn. Ngon quá. Ok, cảm ơn bạn đã xem video của Tóc Vàng. Hẹn gặp lại bạn vào video lần sau. Bye bye!